Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ngân hàng dừng phát hành thẻ ATM từ ngày 31 tháng 3 năm 2021. Quảng Ninh ứng dụng công nghệ trong nuôi trồng thủy sản. Thái Nguyên đổi mới căn bản toàn diện giáo dục phổ thông. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 31 tháng 3 năm 2021, các tổ chức phát hành thẻ thực hiện việc phát hành thẻ nội địa mới là thẻ chip, không phát hành thẻ nội địa mới là thẻ từ. Đây là một trong những thay đổi quan trọng trong dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung thông tư số 19/2016 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động thẻ ngân hàng. Đây là một trong những thay đổi quan trọng trong dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung thông tư số 19/2016 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động thẻ ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước cho biết việc bổ sung thời hạn bắt buộc các tổ chức phát hành thẻ ngân hàng mới phải là thẻ chip nội địa để các ngân hàng tích cực trong công tác phát hành thẻ chip, bố trí nguồn nhân lực, kinh phí trong việc hỗ trợ khách hàng chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip. Thông tư mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 để tạo điều kiện cho các ngân hàng có thời gian triển khai các biện pháp phù hợp trong việc dừng phát hành thẻ từ. Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành quyết định về mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng được chỉ định đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Cụ thể, theo quy định mới, mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng được chỉ định đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán là 4,8% trên năm. Mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê là 4,3% trên năm. Quyết định mới ban hành có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Thưa quý vị, thu nhập hàng tỷ đồng một hecta canh tác một năm, đây là câu chuyện không mới, không ít và cũng không khó với người dân trồng hoa cây cảnh ở huyện Văn Giang trong những năm gần đây. Tuy nhiên, với sự năng động, nhanh nhạy của người dân nơi đây thì dường như họ chưa bao giờ bằng lòng mà luôn tìm tòi hướng đi mới, hướng tới đích cao hơn. Câu chuyện của nhà vườn ở xã Phụng Công, huyện Văn Giang sau đây là một minh chứng. Anh Trịnh Thành Long là một trong những hộ đầu tiên trồng hoa ở xã Phụng Công. Anh cũng là người thường xuyên đi đầu trong chuyển đổi mang về những giống cây mới. Với kỹ thuật, kinh nghiệm đã đúc rút được, nắm bắt xu hướng người tiêu dùng, năm 2019 anh đã mạnh dạn đầu tư hàng trăm triệu đồng để chuyển sang chuyên trồng, chiết ghép tạo dáng các loại cây hoa giấy, đặc biệt là hoa giấy ngũ sắc. Anh cho biết với khoảng hơn một sào vườn, ươm trồng được hơn 150 cây. Sau hơn một năm, đến nay toàn bộ sản phẩm của anh đều đã được đặt mua với giá trung bình từ 7 đến 10 triệu đồng một cây. Cây to đẹp lên tới vài chục triệu đồng. Xu thế năm nay là người ta sẽ hướng về hoa giấy ngũ sắc là mạnh hơn. Tôi bán buôn cho các bà con. Nếu mà đầu tư hoa giấy ngũ sắc không trên một sào thì trừ tất cả tôi tổng thu cũng được khoảng độ 700 triệu. Anh Long cho biết thêm, dù đã rất thành công nhưng hiện nay đã xuất hiện nhiều vườn đầu tư loại cây này nên sang năm anh sẽ dừng và chuyển sang loại cây mới. Còn với anh Vũ Lê Tiến, dù đã rất thành công với nhiều loại hoa cây cảnh khác như hoa hồng, hoa trà, hoa hải đường, song vài năm nay anh đã chuyển toàn bộ sang để chuyên sưu tầm nhân giống một loại cây duy nhất, đó là cây hoa mẫu đơn. Với diện tích gần 2 mẫu vườn, hiện anh có khoảng trên 1.000 cây sẵn sàng phục vụ thị trường. Anh Tiến cho biết cây hoa mẫu đơn không phải là loại hoa đại trà, vì vậy ít người làm. Nhưng đổi lại thị trường bán lại rất rộng trên khắp cả nước. Bởi mẫu đơn không phải là loại hoa chưa thông thường, mà khách hàng mua chủ yếu để tại các khu tâm linh, thờ tự. Vì thế, khi đã có thị trường thì rất dễ bán, dễ mua, ít cạnh tranh, hiệu quả mang lại cũng khá cao. Nhà mình bây giờ đang nhân giống ra để cung cấp giống cho cả nước. Tôi bán theo cây. Mỗi một cây là bán khoảng độ từ 3-50.000 một cây giống. Thì mỗi một năm khoảng độ trừ chi phí có thể là được vài trăm triệu một tỷ. Nằm trong vùng trồng hoa cây cảnh Văn Giang, xã Phụng Công có xu hướng chuyên về các loại cây hoa, cây cảnh nhiều hơn. Hiện xã có vài chục mô hình chuyên canh một loại cây như chuyên cây hoa trà, hoa hải đường, hoa lan, hoa ngâu, hoa hồng. Đáng nói là dù hiệu quả mang lại những năm qua rất cao, trung bình khoảng trên 500 triệu đồng một hecta một năm, nhưng các nhà vườn vẫn thường xuyên đổi mới hướng tới những loại cây có giá trị kinh tế cao hơn. Tỉnh Quảng Ninh đã dành nhiều nguồn lực đầu tư cho ngành nuôi trồng thủy sản,
trong đó áp dụng công nghệ cao và kỹ thuật tiên tiến để nuôi tôm, từng bước đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân và doanh nghiệp. Với công nghệ BioSpec, nuôi tôm 3 giai đoạn đã giúp doanh nghiệp và các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tăng vụ, nâng cao năng suất và cung cấp ra thị trường sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Với công nghệ và quy trình này, tôm nuôi được cách ly với môi trường dịch bệnh, nuôi được với mật độ dày hơn, quản lý tốt được thức ăn và môi trường nuôi. Công ty của mình thì 2 năm trở lại đây thì đang áp dụng cái quy trình là nuôi tôm siêu công nghệ, nuôi với quy trình nuôi 3 cấp. So với cái quy trình này với quy trình cũ thì cái quy trình này nó nâng cao được cái năng suất có thể đến hàng trăm đến 120 tấn trên 1 hectare một năm. So với quy trình cũ thì nó sẽ cao hơn gấp khoảng 4 đến 5 lần. Với đặc thù là có diện tích đất bãi triều ven biển tương đối lớn, nhiều ao đầm, những năm qua thị xã Quảng Yên đã tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả và bền vững. Đến nay đã quy hoạch được 6.500 hectare nuôi thủy sản, chủ yếu là nuôi tôm. Năm 2019, sản lượng tôm của thị xã đạt 2.500 tấn. Xác định nuôi tôm là một ngành hàng kinh tế quan trọng, tỉnh Quảng Ninh đã áp dụng rộng rãi các mô hình nuôi tôm theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nuôi trong nhà kính, nuôi công nghệ BioFlock, nuôi tôm 3 giai đoạn. Điển hình là những mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng tại Quảng Yên, Đầm Hà, Móng Cái cho năng suất nuôi trung bình mỗi vụ đạt từ 8 đến 10 tấn một hecta. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ xâm lược, cũng như trong công cuộc khôi phục xây dựng đất nước, lực lượng thanh niên xung phong luôn xung kích, sẵn sàng xông pha trên những điểm nóng của chiến trường, những vùng đất mới, nơi khó khăn nhất với tinh thần việc gì khó có thanh niên. Trong thư gửi các đội viên thanh niên xung phong, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng viết: "Tôi luôn coi thanh niên xung phong như bộ đội, vì trong phẩm chất của thanh niên xung phong có phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ." Chiến tranh đã lùi xa, nhưng tấm gương của những thanh niên xung phong năm nào mãi mãi là biểu tượng sáng ngời về tinh thần cống hiến cho một lý tưởng cao đẹp. Tri ân các cựu thanh niên xung phong chính là hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Tỉnh Hà Nam là địa phương có nhiều đóng góp cho đất nước. Những con người anh hùng, những thanh niên tình nguyện làm các nhiệm vụ, góp phần cùng bộ đội và toàn dân chiến thắng. Khi trở về, nhiều người trong số họ còn có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. Trong những ngày đất nước cần chi viện sức người, sức của, với tinh thần 3 sẵn sàng, 5 xung phong, lực lượng này đã tiến lên phía trước. Nhưng bây giờ, họ đã tuổi cao sức yếu, đã trở thành người phía sau, nên càng cần hơn sự chia sẻ của xã hội. Trong ngày 16 tháng 12 năm 2020, chương trình Mãi mãi tình người, lan tỏa yêu thương do Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ Tình người đã trao quà cho 156 cựu thanh niên xung phong tỉnh Hà Nam với giá trị hơn 1 tỷ 500 triệu đồng. Trước đó, chương trình đã trao hơn 500 sổ tiết kiệm, mỗi sổ có giá trị 10 triệu đồng cho các cựu thanh niên xung phong khó khăn của thành phố Hà Nội. Hoạt động này được triển khai trong 4 năm trên toàn quốc. Thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 12 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật Đền Đậu An là di tích quốc gia đặc biệt và hai hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia. Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật Đền Đậu An, xã An Viên, huyện Tiên Lữ là di tích quốc gia đặc biệt. Đền Đậu An được ghi tên vào lịch sử với tên gọi là Thụy Ứng Quán, năm 226 trước Công Nguyên. Ngôi đền có niên đại khoảng 2.200 năm, được xem là nơi đầu tiên và duy nhất thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế và các thần tiên ở miền Bắc. Trong đó, tháp Đậu An là một tòa tháp đất nung cổ xưa hiếm, mang những giá trị đặc biệt về nghệ thuật còn được lưu giữ ở Việt Nam. Năm 1998, đền được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Bên cạnh đó, hai nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia gồm cụm bảo vật 5 đĩa vàng thời Lý được tìm thấy ở thôn Cộng Vũ, xã Vũ Xá, huyện Kim Động, hệ thống thành bậc đá thời Lý ở chùa Hương Lãng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm. Như vậy đến nay, tỉnh Hưng Yên có 2 di tích quốc gia đặc biệt và 5 bảo vật quốc gia. Triển khai chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2020, Tổng cục Du lịch tổ chức hội thảo góp ý xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại Việt Nam.
Theo các đại biểu, những năm qua, du lịch cộng đồng vùng dân tộc thiểu số của Việt Nam bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hầu hết các vùng miền và các tỉnh, thành phố trong cả nước đều có bản làng du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, các điểm du lịch cộng đồng mới chỉ hoạt động theo kiểu tự phát, chưa chuyên nghiệp, đầu tư chưa bài bản, không có quy hoạch tổng thể tỉnh và vùng miền, dẫn đến tình trạng phát triển ồ ạt, cạnh tranh thiếu tính bền vững. Các sản phẩm dịch vụ nghèo nàn đều na ná giống nhau, nên khó có thể làm du khách quay lại lần thứ hai. Để mà phát triển du lịch cộng đồng thành một cái sản phẩm đặc trưng, thành một cái sản phẩm mà phục vụ cho các cái phân khúc mà khách ấy, thì nó cũng chưa có cái sự thống nhất và nó có một cái quy chuẩn. Nhưng bây giờ mọi người đang mắc vào cái vấn đề là dập khuôn, bê nguyên về. Đấy, vì vậy có như tất cả các sản phẩm có như là của rất nhiều chuyên gia hay tư vấn bây giờ có như là mang nguyên nhà Thái ở khắp nơi. Tôi thấy có rất nhiều mô hình đi khảo sát, nào có như ngay cả gần đây nhất là có ở Tà Phìn là tới có 13 căn nhà Thái trong đồng bào Giao, rất chi là có như là nó trái ngược với giá trị văn hóa của địa phương. Nhiều đại biểu cũng nhấn mạnh chương trình tổng thể phát triển du lịch cộng đồng còn phải gắn với tiêu chuẩn quốc tế, chuẩn bị để đón đầu lượng khách quốc tế quay trở lại khi dịch được kiểm soát. Thưa quý vị, trong những ngày này, người dân sống ở cao nguyên Mộc Châu, Sơn La và du khách đang rất bất ngờ và thích thú với việc những rừng mơ bạt ngàn đã bừng nở hoa. Năm nay, hoa mơ nở sớm, mọi năm thường phải đến sau Tết Nguyên đán, hoa mơ mới nở. Những ngày gần đây, thông tin hoa mơ, hoa mận nở sớm ở cao nguyên Mộc Châu đã nhanh chóng được cộng đồng mạng xã hội chia sẻ. Nhiều người từ những nơi xa xôi cũng đã tìm đến đây để được chứng kiến những khoảnh khắc tinh khôi, đẹp đẽ đến choáng ngợp, nhưng lại hết sức ngắn ngủi của núi rừng Tây Bắc. Em thì bữa tới giờ em đến Mộc Châu được 2 tuần rồi, thì vừa nghỉ dưỡng thôi. Và ngày hôm nay em đến chỗ rừng mơ này là lần đầu tiên luôn. Thì em rất là thích, tại vì nó rất là, hồi nãy em cũng suy nghĩ là không biết người nào mà có thể sở hữu nguyên một cái rừng rất là đẹp như thế này. Rất là tự nhiên luôn, và rất là thiên nhiên, không khí rất là trong lành. Thì em cảm thấy rất là thích được hòa mình vào trong cái thiên nhiên như thế này. Cây mơ, cây mận phân bổ rộng khắp trên cao nguyên Mộc Châu, hình thành những vạt rừng mơ và mận. Những ngọn đồi bát ngát với sắc trắng muốt của hoa mơ pha sắc lá xanh non mang đến vẻ đẹp nao lòng. Hoa mơ đẹp không chỉ bởi vẻ mong manh tinh khiết, mà còn bởi khi đã nở, hoa sẽ bung ra ồ ạt. Hoa chỉ nở trong khoảng thời gian không dài, chỉ kéo dài từ 2 đến 3 tuần lễ, nên rất nhiều du khách từ khắp nơi đã tìm về đây để tranh thủ mùa hoa ngắn ngủi này. Cái bất tiện của dân miền Nam khi ra cái mùa hoa mận này, tại kinh nghiệm bản thân tôi thấy mấy lần rồi, là nó rơi vào cái Tết âm lịch. Mà cái Tết âm lịch thì cái phương tiện di chuyển cái giá rất là đắt. Rừng mơ này rộng gần 20 hectare. Trước đây, do cây mơ không cho hiệu quả về kinh tế, rừng mơ này bị bỏ không nhiều năm. Thế nhưng từ khi huyện Mộc Châu phát triển du lịch, các chủ vườn tại đây đã dần chuyển đổi thành mô hình phục vụ khách du lịch là chủ yếu, thay vì chú trọng thu hoạch lấy quả. Mình muốn giữ nguyên cái bản chất của rừng núi để cho khách thập phương họ về, mà họ lên đây tham quan với đất rừng núi thì họ đến thì họ cảm nhận được. Hàng nghìn cây mơ, cây mận mọc thành hàng, san sát nhau, thung lũng hoa như khoác lên mình chiếc áo bông trắng ấm áp trong mùa đông lạnh giá của núi rừng Tây Bắc. Bởi vẻ đẹp này mà nhiều người không quản xa xôi, địa hình khó khăn hiểm trở tìm đến để được đắm chìm trong những cảnh hoa mơ tinh khiết, mong manh. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Giữ vững chất lượng mũi nhọn, nâng cao chất lượng đại trà và thực hiện kiên trì có hiệu quả về đổi mới giáo dục là những dấu ấn nổi bật của ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đây cũng là nhiệm kỳ Thái Nguyên có nhiều bứt phá, vượt qua khó khăn để tiếp tục khẳng định là một trong những đầu tàu trong hệ thống giáo dục cả nước. Với mục tiêu đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm giáo dục đào tạo chất lượng cao, tiêu biểu của cả nước và có tầm cỡ khu vực, ngành giáo dục đào tạo xác định mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể. Đó là phải tạo ra những con người có phẩm chất, năng lực toàn diện, cần thiết, gồm phát triển cả phẩm chất và năng lực con người, cả dạy chữ, dạy người, dạy nghề.
Tại trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên, một trong những trường chuyên có tiếng với chất lượng giảng dạy vượt trội, tiến bộ, cơ sở vật chất hiện đại, khang trang, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhiệt tình, chuyên môn cao. Mỗi năm, lượng học sinh tham gia các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và quốc tế đạt hàng loạt giải thưởng cao, dẫn top đầu khu vực Đông Bắc. Tại các sân chơi trí thức như cuộc thi học sinh giỏi vùng Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ, trại hè Hùng Vương, nhiều giải nhất tỉnh, các giải thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Để đạt được kết quả đó, nhà trường đã triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới, đổi mới cách thức giảng dạy để khắc phục tình trạng truyền đạt một chiều, tăng cường rèn luyện phương pháp học, phát huy vai trò chủ động của nhà trường và tính tích cực của giáo viên, tăng tính chủ động sáng tạo của học sinh. Luôn nêu cao ngọn cờ thi đua, dạy tốt, học tốt, 35 năm qua, trường Trung học Phổ thông Đồng Hỷ đã có những bước tiến đáng kể cả về quy mô và chất lượng giáo dục. Tỷ lệ học sinh khá giỏi hàng năm đạt trên 50%, đội ngũ cán bộ giáo viên đủ về số lượng, có chất lượng. Trên 98% cán bộ giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên. Tỷ lệ giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đạt gần 45%. Thứ nhất là về cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật cho tập thể cán bộ nhân viên học sinh, chúng tôi cũng đặt ra những nhiệm vụ hàng đầu. Ngay trong đầu năm là có những hoạt động ví dụ như là phối hợp với các cơ quan ban ngành địa phương, đặc biệt là lực lượng công an, thì tổ chức tuyên truyền về luật giao thông bộ. Thế rồi hôm nay phối hợp với ban toàn thông tỉnh tổ chức cái lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong giao thông, và lồng ghép giáo dục một số các môn pháp luật khác. Thì chúng tôi cũng quan tâm đầu tiên đến cái nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Thì chúng tôi tổ chức các hoạt động chuyên đề liên quan đến từng bộ môn, đặc biệt là quan tâm những bộ môn mà qua kết quả kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2020 còn ở mức độ hạn chế. Thì bằng cái biện pháp hình thức là giao lưu học tập kinh nghiệm với các cái đơn vị có chất lượng tốt trên địa bàn tỉnh. Đồng Hỷ là một ngôi trường lớn trong huyện và trong thành phố. Nó cũng có bề dày lịch sử khá là lâu và thầy cô đây khá là hòa đồng và thân thiện, giúp đỡ học sinh. Em sẽ cố phấn đấu học tập thật giỏi và ngoan để không phụ lòng thầy cô và bạn bè. Chặng đường phía trước của sự nghiệp đổi mới giáo dục còn không ít thử thách, khó khăn, song phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên nguyện tiếp tục vững bước đi lên, không ngừng đổi mới theo hướng chuẩn hóa, tiếp tục khẳng định vị thế của mình, góp phần cùng ngành giáo dục cả nước thực hiện thật tốt sứ mệnh, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và đào tạo nguồn lực con người có chất lượng cao cho quê hương và đất nước. Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu nằm ở độ cao hơn 1.600 mét so với mực nước biển, nên nơi đây càng trở nên lạnh giá và được ví như Sapa thứ hai. Đặc biệt vào mùa đông, huyện Sìn Hồ thường có nhiệt độ dưới 10 độ C, nên việc phòng chống rét và giữ ấm, đảm bảo khẩu phần ăn cho học sinh trở thành nhiệm vụ hết sức quan trọng. Vì vậy, ngành giáo dục huyện Sìn Hồ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để khắc phục những khó khăn, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần, cũng như học sinh ăn ở bán trú trong thời tiết dưới 10 độ C, mà theo quy định của Bộ Giáo dục thì học sinh phải nghỉ học. Năm học 2020-2021, huyện vùng cao Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu có 65 trường với hơn 24.000 học sinh ở các cấp học. Để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt thường dưới 10 độ C, ngành giáo dục huyện Sìn Hồ luôn chủ động thay đổi khung giờ học, giải quyết việc nghỉ học phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chủ động rà soát, kiểm tra, sửa chữa kịp thời những phòng học, phòng ăn, phòng ở bán trú, hạn chế các hoạt động vui chơi ngoài trời. Đối với những phòng kiên cố thì không nói, còn đối với những phòng học chưa phải là kiên cố thì như là tranh tre, nứa lá hoặc là nhà thưng gỗ thì chúng tôi chỉ đạo các đơn vị trường là mua thêm bạt đấy để chắn gió, giữ ấm cho học sinh. Theo dự báo, thời tiết năm nay có những diễn biến phức tạp, thay đổi đột ngột, nhất là tại các huyện vùng cao của tỉnh Lai Châu. Vì vậy, thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo yêu cầu các đơn vị trường theo dõi sát sao diễn biến thời tiết và có phương án sẵn sàng phòng chống rét, đảm bảo giữ ấm cho học sinh khi nhiệt độ giảm sâu. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.